liên tiếp các vụ tàu giã cào đánh bắt trái phép trên biển bị phát hiện xử lý. Tuy nhiên, không vì thế mà vấn nạn này thuyên giảm. Thậm chí theo nhiều ngư dân, xu hướng sử dụng tàu giã cào đánh bắt tận diệt ngày càng rõ rệt hơn. Vùng biển bị cày đi xới lại hàng ngày khiến nguồn lợi thủy sản, môi trường biển bị đe dọa nghiêm trọng. Ngư lưới cụ, thứ tài sản đáng giá nhất của người dân ven biển thì liên tục bị hư hại, mất mát. Với các lực lượng chức năng là kiểm ngư và biên phòng, phải chăng cần có những hướng tiếp cận mới, quyết liệt hơn để trả lại vẻ yên bình cho vùng biển ven bờ của Thừa Thiên Huế? Bờ biển xã Phong Hải, huyện Phong Điền, những ngày tháng 4. Dù thời tiết khá thuận lợi và đang vào mùa cao điểm đánh bắt cá nục, tuy nhiên nhiều ghe thuyền của bà con ngư dân vẫn phải nằm bờ. Ngay thời điểm chúng tôi ghi hình, có khoảng 6 chiếc tàu công suất lớn chỉ đầu cách bờ chưa đầy 2 hải lý đang hoạt động giã cào trái phép. Theo nhiều người dân ở đây, từ đầu tháng 4 đến nay, hoạt động giã cào trở nên rầm rộ hơn cả ban ngày lẫn về ban đêm. Không chỉ tận diệt nguồn thủy sản ven bờ, nhiều ngư lưới cụ có giá trị hàng chục triệu đồng của bà con ngư dân vùng lòng cũng bị xé nát, dẫn tới hư hỏng. Sinh kế của bà con chưa bao giờ bị đặt vào tình thế đe dọa như hiện nay. Các cái duyên hải này thì bà con người ta cũng rất là thất vọng về cái vấn đề là bây giờ là đến mua cá nục rồi, nhưng mà người ta đặt phao là tàu bị cao hết. Mấy năm tới đây là bà con ở quê hương xã Phong Hải rất là thất thu. Mấy chục năm đi mà nói tổng thiệt hại cái giá cao như là vậy là loạn lắm, tính không ngám không, bởi vì cái tiền bạc của bà con nó bỏ ra một ghé mà sắm một vàng lưỡi xong ra buộng cái mà buộng ngày đi mà mai lại hàng cao cái là xong là cuối cùng là mất trắng luôn. Mỗi lần mà mình mà ra, ví dụ mình chỗ hẳn đây mà mình ra khơi mà mình cái tổ của mình ra bắt hắn thì hắn bỏ hắn chạy thôi, với thêm hắn dọa nữa, hắn dọa hắn đòi hút là ghé mình để tìm thôi. Đây cũng là thực trạng chung mà nhiều bà con ngư dân làm nghề khai thác thủy sản ven bờ các địa phương như Phú Vang, Phú Lộc đang phải đối mặt. Bên cạnh các tàu giã cào ở tỉnh khác đến, một số bộ phận ngư dân trên địa bàn cũng hoạt động giã cào trái pháp luật. Thời gian vi phạm thường vào đầu giờ buổi sáng và cuối giờ chiều trong ngày và thường xảy ra nhiều nhất từ khoảng tháng 3 đến tháng 7 trong năm. Địa điểm vi phạm tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển các xã Phú Diên, Vinh Thanh, huyện Phú Vang cho đến khu vực biển đối diện thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Thường năm đến thì thời gian đó cả thì nguồn lời thủy giả sạc họ vào họ sinh sản khi nhớ mình có mình sinh ra mà họ khai thác thì họ bằng giá cao họ quét hết vẹt từ cả mẹ cả con rồi từ tấn bơ thì hết luôn, cho nên cái nghề mà khai thác giá cao là rất là không bị bảo vệ nguồn lời thủy sản nữa, nhưng mà hệ sinh thái biển cũng không còn nữa luôn. Trước thực trạng giá cao đang nằm lên từng ngày gây bức xúc trong nhân dân, đầu tháng 3 năm nay, trong một cuộc họp với ngành nông nghiệp và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo trong giai đoạn trước mắt khi chưa thành lập lực lượng kiểm ngư địa phương theo luật thủy sản vừa có hiệu lực năm 2019, việc truy quét tàu giã cào giao cho lực lượng biên phòng chủ trì và kiểm ngư của Chi cục Thủy sản phối hợp. Từ sau chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, hàng loạt vụ việc tàu giã cào hoạt động trái phép đã được xử lý nghiêm. Ngày 11 tháng 4, lực lượng đồn biên phòng Phong Hải phối hợp với người dân địa phương tổ chức truy bắt hai tàu giã cào đôi do các đối tượng người Quảng Ngãi làm chủ tàu, hoạt động trái phép trong phạm vi 20 hải lý ven bờ. Tuy nhiên, các đối tượng này đã nhanh chóng cắt lưới bỏ trốn. Tang vật thu được là một phần hệ thống lưới giã cào dài hàng trăm mét. Ngày 21 tháng 4, tức là chỉ 10 ngày sau hoạt động truy bắt giã cào được diễn ra, đơn vị tiếp tục phát hiện và bắt quả tang hành vi khai thác trái phép của một tàu giã cào khác do một người tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang làm chủ. Gần nhất, vào 23 giờ ngày 22 tháng 4,
tổ tuần tra đồn biên phòng Phong Hải và Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dẫn dải hai tàu khai thác giả cao vi phạm vào cửa biển Thuận An, đưa chủ tàu và hai thuyền viên vào bờ tiến hành xử lý sau khi nhận tin báo của ngư dân về hai tàu quảng ngãi. Những vụ việc mới nhất cho thấy sự vào cuộc khá hiệu quả của lực lượng biên phòng, bởi nếu chỉ có kiểm ngư và ngư dân đấu tranh, chắc chắn các chủ tàu giả cao sẽ tìm mọi cách để trốn tránh, thậm chí phản ứng lại bằng những thủ đoạn manh động. Nói chung là vì ghe của mình, thuyền của mình nhỏ, tàu nó lớn quá, cho nên mình khó truy đuổi nó được. Nếu mình ra là có đồn ra, là nó vất dạ, nó chạy. Nó đợi cho mình vô đã rồi nó vô kéo. Đó, cho nên cũng phải đề nghị cấp trên là cho tàu của hải quân ra trực tiếp 24 giờ tới 24 giờ mới bắt được bọn giả cao. Đối với đồn biên phòng Phong Hải thì được sự chỉ đạo của ban chỉ huy đồn, cơ quan nghiệp vụ cấp trên cùng với ngư dân ở bên biển để đấu tranh ngăn chặn với cái hoạt động giả cao. Huy động cái ghe của bà quân cùng với cái ngư dân đấy để đánh bắt hoạt động giả cào trong cái thời gian vừa qua, và đã tạm giữ tang vật, người, tàu để đưa về xử lý theo pháp luật. Với Chi cục Thủy sản tỉnh, từ đầu năm 2018 đến nay, qua hơn 20 đợt tuần tra trên biển, phát hiện và xử lý 26 trường hợp vi phạm về đánh bắt trái phép mang tính tân diệt, xử phạt 78 triệu đồng. Trong điều kiện còn nhiều hạn chế về nguồn lực thì đây là những con số đáng khích lệ. Tuy nhiên, so với thực trạng đang diễn ra thì rõ ràng vẫn còn chưa tương xứng. Thậm chí nếu không có các chế tài bổ sung đủ sức răn đe thì các chủ tàu vi phạm sẵn sàng nộp phạt để tiếp tục tái phạm. Đây là thực tế đang diễn ra khiến cho số lượng tàu hành nghề hủy diệt này có xu hướng gia tăng. Ngoài ra, những bất cập trong công tác phối hợp thông tin liên lạc giữa chính quyền cơ sở và các ngành chức năng địa phương khi phát hiện các đối tượng hành nghề giả cao vẫn còn nhiều, dẫn đến còn để lọt một số trường hợp vi phạm. Tàu xa bờ mà vào cái vùng ven bờ để phạt là 8 triệu và đổi sai tuyến và nhân ba là 24 triệu. Cái số tiền này thì theo tôi đánh giá thì hiện nay là thấp so với là cái khả năng thu lời của các cái tàu giả cao này. Rồi cái nguồn lực kiểm ngư như phương tiện, con người và cái nguồn lực kinh phí thì hiện nay chúng tôi cũng chỉ có thể là đáp ứng được một năm 10 cái đợt thanh tra biển, tuần tra biển và 25 đợt tuần tra sông Đồng. Cũng đã cố gắng hết sức nhưng mà cái lực lượng rất là mỏng. Ủy ban xã thì như vậy về mặt hành chính thì là cũng chưa đủ, chưa có cái quy định để cụ thể để mà xử lý những cái tàu giả cao này. Thứ hai nữa là trong cái công tác là phối kết hợp, đôi lúc là phải nói giữa đồn với xã thì có những cái hạn chế do cái các cái tổ là thành lập ra thì cũng đánh bắt thì cũng hơi xa, cho nên cái xử lý nhanh nhẹn nó chưa được đảm bảo. Để giải quyết dứt điểm nạn giả cào gây hại cho hệ sinh thái ven biển và ảnh hưởng đến sinh kế của bà con ngư dân, một số giải pháp trọng tâm đã được các ban ngành chức năng gấp rút triển khai từ đầu năm đến nay. Trong đó tập trung vào việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân đối với vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thông qua các hoạt động tập huấn, tuyên truyền các quy định mới về luật thủy sản 2017 vừa có hiệu lực. Bên cạnh đó, chất lượng hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng ngừa nạn giả cào cũng được nâng cao bằng nhiều kế hoạch cụ thể. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa rồi đã giao cho Bộ đội Biên phòng là ra quân truy quét các cái tàu giả cào ven biển trong vòng 2 năm, trước mặt 2 năm. Sau đó, cái lực lượng kiểm ngư đủ mạnh thì lực lượng kiểm ngư sẽ chịu trách nhiệm về lâu dài. Bởi cái thể chế lực lượng kiểm ngư hiện nay thì lực lượng kiểm ngư chúng tôi có thể là sử dụng vũ khí quân dụng, cho nên đây cũng là một cái điểm mới mà có thể là khắc phục được những cái vấn đề tồn tại hiện nay. Song song đó, Chi cục Thủy sản chúng tôi đã
xây dựng và đang triển khai một cái kế hoạch, đó là có thể là bố trí trên biển như các cái bãi mìn và cái cắt khi mà cái tàu giã cào đi vào thì bị cắt cái hàm lưới, họ gây trở ngại và họ không muốn đến để mà khai thác. Phòng chống nạn giã cào hay những hoạt động khai thác mang tính tận diệt khác là câu chuyện không mới. Tuy nhiên, làm thế nào để việc phát hiện, đẩy lùi những hoạt động khai thác trái phép được thực hiện một cách có hiệu quả và mang tính bền vững, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện đúng theo các quy định pháp luật về khai thác thủy sản, cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương với các ngành chức năng trong và ngoài tỉnh. Đồng thời cần có chế tài xử lý thật nghiêm đối với những đối tượng cố tình vi phạm. Có như vậy, nguồn lợi thủy sản mới có thể được bảo vệ trước mối hiểm họa từ các hoạt động khai thác mang tính hủy diệt như hiện nay.